Thiên Ân xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn TV 55.3. Thưa quý vị, chương trình Sài Gòn TV Shop chỉ mới bắt đầu những sản phẩm đầu tay nhưng đã được rất nhiều sự đón nhận và ủng hộ của quý vị đồng hương. Thiên Ân xin chân thành cảm ơn quý vị và hôm nay thì Thiên Ân xin giới thiệu với quý vị một khuôn mặt rất là quen thuộc của đài Sài Gòn TV, đó là anh Peter Phạm. Dạ, chào anh, xin anh gửi lời chào đến quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, mến chào Thiên Ân, cảm ơn Thiên Ân rất nhiều và xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn TV 55.3. Dạ, anh có thể cho Thiên Ân cũng như quý vị đồng hương đang xem đài biết là tại sao đài của mình lại có những chương trình như Sài Gòn TV Shop không anh? Một cái câu hỏi rất là tuyệt vời. Nhưng mà trước khi đi vào trả lời đó thì xin phép cho Đức Phạm thay mặt Sài Gòn TV cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi, ủng hộ trong thời gian là 3 năm vừa qua cái chương trình phát hình của Sài Gòn TV 55.3. Yeah. Nhân đây chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý cộng tác viên trong 3 năm qua đã hỗ trợ tinh thần, chung tay giúp đỡ nhiệt thành cho chương trình phát hình của Sài Gòn TV 55.3 là Thiên Ân. Yeah. Thì nhờ đó mà chương trình ngày càng phong phú và nâng cao chất lượng với cái hiệu quả tốt nhất. Yeah. Theo 3 cái nội dung mà Thiên Ân biết không, đài đã đề ra là thứ nhất là vấn đề tâm linh, tức là học hỏi và đi sâu vào cái đời sống tâm linh qua những cái chương trình tôn giáo. Rồi thứ hai đó là gia đình, thì nâng cao và bảo vệ cái giá trị nền tảng gia đình để tạo cái hạnh phúc. Rồi thứ ba nữa đó, thì đối với cái thế hệ trẻ, con em chúng ta thì chúng ta cũng cập nhật về mặt giáo dục và chia sẻ những thông tin thiết thực cần thiết cho đồng hương về cái lĩnh vực này, các thính ạ. Dạ. Đặc biệt hôm nay chúng tôi cũng xin tri ân các cơ sở thương mại đã quảng cáo trong suốt 3 năm qua trên làn sóng 55.3 của Sài Gòn TV. Nhưng mà trước hết chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả là những người trực tiếp xem cái chương trình này. Thưa quý khán thính giả, TV là một cái hình thức, một cái phương tiện truyền thông rất là phổ biến hiện nay. Mình có thể nghe này, mình nhìn này, rồi đọc cùng một lúc luôn. Mà cái thế giới ngày nay đó thì nó rất nhiều biến động hàng ngày, hàng giờ. Chỉ với màn ảnh nhỏ chúng ta có thể theo dõi tin tức này, thời sự này, những cái gì đã xảy ra quốc tế, rồi xem những cái phóng sự sinh hoạt ở địa phương. Rồi như cô Thiên Ngân đó thì có thể tìm những nhà hàng nào có ẩm thực ngon, chè ngon này kia, những chợ nào đang có những hàng tươi rẻ on sale, những cái thông báo mà cần thiết mà mình đang muốn tìm, chẳng hạn như thông báo tìm việc. Ngoài ra thì thưa quý khán giả, quý vị cũng có thể có những giây phút giải trí mà đài đã cung cấp cho quý vị này, những bộ phim truyện này, Hàn Quốc có, Việt Nam có, rồi các cái ca nhạc rất là hay, thuộc mọi thể loại, thuộc mọi đề tài, những cái cuộc thi rất là hấp dẫn. Tất cả những chủ đề mà Đức Phạm vừa nêu bật ở lên đó, thì đài đã ưu ái gửi đến quý đồng hương qua một cái hệ thống phát hình mà chúng ta xem TV như Thiên Ân thấy đó. Yeah. Đâu có phải trả tiền. Yeah. Mà thưa quý vị, nói theo cái từ ngữ chuyên nghiệp mà của TV mình đó Thiên Ân, thì Sài Gòn TV 55.3 đã cung cấp một cái chương trình truyền hình free to air, tức là về nhà bấm nút một cái là thấy được. Dạ, xin anh có thể giải thích thêm cho Thiên Ngân và cũng như cho quý vị được biết chi phí của đài mình không ạ? Vâng, cảm ơn Thiên Ngân về câu hỏi này. Đây là một cái vấn đề thì nó cũng khá tế nhị. Tuy nhiên thì Đức Phạm cũng xin phép được trình bày ngắn gọn như thế này. Thứ nhất đó, theo một cách tổng quát đó, thì khi mà muốn phát hình đó, thì phải có một cái airtime phát sóng, thì cái đó mình cũng phải thuê, rồi renting, tức là một cái chỗ mà để cho đài, rồi thì trao đổi chương trình với những đài khác, rồi lại phải mua một những chương trình ở những nơi khác nữa, rồi tiền chi trả cho nhân viên, những cái tiền bảo trì. Thì một tháng thì ngân biết không, là Sài Gòn TV phải chi khoảng 50.000 Mỹ Kim. Wow, 50.000 Mỹ Kim. Và trở lại chuyên mục về Sài Gòn TV Shop, thì anh Peter có muốn nói thêm gì nữa không ạ? Vâng, cảm ơn Thiên Ngân rất nhiều. Và thưa quý khán thính giả, Thiên Ngân là một người cộng tác về cái chương trình Sài Gòn TV Shop. Thì cảm ơn những ý kiến của đồng hương và thân hữu trong thời gian vừa qua đó. Thì nhiều người đã hỏi đài rằng là bây giờ trên các làn sóng khác đó, như radio, rồi TV, những cái đài khác đó, các cái channel khác khắp nơi họ đã có cái chương trình home shopping, thì tại sao Sài Gòn TV không nghĩ đến cái điều đó? Thì sau khi cân nhắc rồi thì thấy là cái mặt thuận tiện, cái mặt khó khăn, và luôn luôn trân trọng đón nhận
và trao đổi những ý kiến của khách hàng cũng như là quý khán thính giả. Thì Ngân biết không là đài mạnh dạn đã cho ra đời cái chương trình Sài Gòn TV Shop. Sài Gòn TV Shop cũng có may mắn đã có sự cộng tác của cô Thi Ngân. Thì trong thời gian sắp tới đó thì quý vị sẽ trực tiếp và thường xuyên gặp cô Thi Ngân trên cái chương trình mới mẻ và đa dạng này. Nhân đây Thi Ngân có thể cho Đức Phạm và Sài Gòn TV biết cái kết quả đầu tiên của cái chương trình Sài Gòn TV Shop này không? Dạ, cảm ơn anh. Thì khởi đầu vào chương trình Sài Gòn TV Shop, Thi Ngân đã nhận rất là nhiều email cũng như gọi điện vào trong đài và những cuộc điện thoại qua cái số phone của Thi Ngân thì đã chúc mừng và ủng hộ thật là nhiệt tình. Nhiều vị còn cho biết và rất là vui khi được đóng góp và gián tiếp nói về cái việc phát sóng qua việc tham gia mua hàng trên Sài Gòn TV nữa ạ. Tức là qua cái việc mua hàng trên Sài Gòn TV Shop thì quý vị cũng như là đã ủng hộ một cách gián tiếp. Như vậy bước đầu thì cũng khá thuận lợi rồi ha Thi Ngân. Thật là vui quá phải không? Quá là vui ạ. Đúng vậy, để duy trì cái việc phát hình và các cái chương trình văn hóa này, xã hội, kinh tế, giáo dục, luật pháp, y học, rồi sinh hoạt cộng đồng, phóng sự thì Sài Gòn TV rất cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả các quý vị đồng hương và quý khán giả khắp nơi. Sài Gòn TV Shop là chương trình của mọi người và mọi nhà, là nơi quý vị có thể biểu lộ tình thương, lòng thương mến của mình đối với Sài Gòn TV 55.3. Cảm ơn Thi Ngân rất nhiều. Thi Ngân xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của Thi Ngân và anh Peter Phạm. Xin chúc cho quý vị có một ngày an lành bên cạnh gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị.